nay mới gặp được công chuyện Bạc Liêu. Đúng rồi. Ủa? Chắc quý vị đã nghe qua nhiều câu chuyện theo dệt về công tử Bạc Liêu. Nhân vật mà khi mỗi lần nhắc tới là toàn làm những chuyện khác người không ạ? Ôn Hảo vừa qua đã ảnh hưởng rất nhiều về uy tín của tuần quyền chúng tôi ở Đông Dương. Còn mà tôi ở bên Pháp á, tôi được tận hưởng rất nhiều điều thú vị và hay ho. Nhưng mà tôi chưa thấy cái ông làm được những điều tương tự như vậy cho đất An Nam này. Ôm một đống tiền của tao đi qua bên Tây mà không chỉ được có mấy cái giấc ngôn vậy thôi đó hả? Thứ con muốn á là người Pháp phải kính nể gia đình nhà mình, gia đình nhà mình phải được hãnh diện. Tao quyết rồi đã, không có chơi bời gì nữa hết. Một xu tao cũng không cho. Từ lúc cậu ba về cái sứ nhìn nó rộn ràng hơn luôn. Cha thấy anh ba làm nhà băng tốt lên, cha vui lên đi cha. Má nghĩ nhất đàn ông á là phải lo yên bề gia thất trước. Bên ngoài còn hằng hà những người đẹp, tại sao phải trói mình với một người duy nhất? Vậy là em sắp có một collection chị ba hả? Con cũng là con chim, nhưng mà là con chim đại bàng. Hôm nay là cao, thật xa. Bảnh, nãy giờ nghe thiên hạ khen chắc cũng nở mũi ha. Nhưng ta thì ta chưa có thấy nở mày nở mặt được đâu rồi đã. Con thật sự không hiểu luôn ba ba. Con làm cái gì cũng không chung với ba ba làm sao? Tao nói mày nín. Nín. Thằng Trần Đắc Hơn này cũng có thể làm được chuyện lớn, cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, chứ không phải lúc nào cũng là con của hội đồng lớn. Nhà của hội đồng lĩnh cũng không có cái ngữ con như mày. Nhưng mà cho nói đúng mà. Mày hết bên phe tao rồi. Chà chà, thì tao cũng biết là tao giàu đó, mà sao đâu ngờ giàu dữ vậy bây. Thôi thôi.